Xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay Việt lại hướng dẫn lại cho mọi người bước khóa mở chân nhé, hay trong tiếng Anh thì được gọi là bước wiggle step, bước chéo chân. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Trước hết thì Việt cũng sẽ đứng ngược chiều cùng với mọi người và Việt sẽ thực hiện cái bước này từ chân phải trước ạ. Đây, chân của chúng ta đang hình chữ V như thế này, hoặc đôi khi chân trước chân sau không thành vấn đề, chúng ta sẽ mở cái gót của chúng ta ra, mở gót chân này, đó, thiễng mở, đó, mở gót chân này. Và đây thì chúng ta sẽ làm một cái rất là nhanh, chúng ta đưa cái chân của chúng ta, vòng cái chân phải của chúng ta ra bên ngoài và lên đằng trước, sập cái phần chân lại. Khi sập phần chân lại thì chúng ta sẽ trùng cái đầu gối xuống. Tiếp theo chúng ta lại dướng người lên, chúng ta mở hai cái phần gót chân, chúng ta đưa vòng chân phải ra phía đằng trước, chúng ta khóa cái phần chân lại. Đó. Rồi tiếp tục chúng ta lại mở hai cái phần gót chân, kiểu lên gót, hai cái phần gót chân chúng ta mở ra, chúng ta lại đưa chân lên, khóa lại. Tiếp tục lại kiểu lên và mở hai phần gót chân, chúng ta buông chân trái lại, chúng ta khóa lại. Đó. Thì đi lên là như thế, còn đi xuống thì bước chân nào đang ở phía trước thì mình sẽ làm sao? Cũng kiểu lên và chúng ta vòng đưa ra đằng sau. Bây giờ chúng ta lùi lại này. Sập. Đó, kiểu chân phải đang ở trước lại rút ra đằng sau. Sập lại. Khi sập lại mọi người nhớ đầu gối chúng ta sẽ trùng. Kiễng sập, đó là phần khóa. Kiễng sập. Đó. Việc dạy thì Việt hay nói từ sập hoặc là khóa lại. Bây giờ Việt sẽ quay cùng chiều với mọi người nhé. Chúng ta sẽ học những cái gì mà đơn giản nhất. Rồi. Bước chân của chúng ta đang này như bình thường như thế này. Chúng ta vung cái chân phải của chúng ta lên đằng trước và chúng ta sẽ khóa cái phần chân, chéo phần chân lại thôi. Chúng ta kiễng lên. Một. Đó. Tiếp theo chúng ta lại đứng người lên mở hai phần gót chân sử dụng cho phần bên chân trái, hai. Đó. Tiếp theo mở khóa chân vung chân phải ra, ba. Tiếp tục bốn. Và bây giờ cái bước bốn, chân trái của chúng ta đang ở phía trước thì chúng ta muốn lùi lại đằng sau thì chúng ta lại rút và vòng cái chân ra để chúng ta kiễng lên này, chúng ta kiễng lên và chúng ta vòng cái chân trái ra để chúng ta đưa ra đằng sau được. Năm, sáu, bảy, tám. Đó, không quá khó đúng không mọi người? Không quá khó. Rồi, ví dụ đây là một vào một cái phần bước nhảy này, chúng ta sẽ thực hiện này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mọi người nhớ nhìn xuống phần phía chân. Bước khóa mở chân, chân của chúng ta phải khóa và mở thật rõ ràng. Đã. Chứ không phải chúng ta chỉ bước lên như thế này. Nó không có ra được cái bước wiggle step hay tiếng Việt chúng ta gọi là bước chéo chân. Còn Việt thì Việt gọi là bước khóa mở chân rất là rõ ràng nhé. 1, 2, 3, 4. Lùi xuống thì chân trái đang ở phía đằng trước, chúng ta rút xuống rồi. 5, 6, 7, 8. Và bước nhảy của chúng ta khá đơn giản. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rất đơn giản. Chân tùy theo những cái phần bước nhảy, tùy theo từng cái bài hát mà chúng ta có thể đi 4 bước chéo chân hoặc là 8 bước chéo chân, đi lên, đi xuống, hoặc đôi khi là chỉ cần một bước như này, 1, 2, 3, 4, đó cũng là bước chéo chân. Cho nên mọi người có thể tập cái bước này tùy theo mình, đi làm sao cho nó thuộc là được. Còn khi vào bước nhảy thì sẽ khác nhé. Và phần bài đến đây là kết thúc. Để chúc tất cả mọi người sẽ thực hiện cái bước chéo chân thành công ngay tại nhà của mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.